Lời đầu tiên giới thiệu gửi lời chia buồn đến tăng gia hiếu quyến và không quên cầu chúc cho người ông người cha kính yêu sớm tiêu diêu đi miền cõi Phật. Chúc bà con cô bác láng giềng ở lại gần xa an lành và hạnh phúc. Cho phép Thái Cường hướng vào bên trong để làm người con trai của người cha kính yêu, kính tặng đến cha của quý vị với bài tân cổ khóc tiễn cha đêm cuối. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật từ bi sớm rước trong hồn của cha con, sớm rước trong hồn cha con về miền cõi Phật. Cha kinh yêu ơi, đây là ba nén trầm tên cha hiền quê, hồn cha có hiền linh thay về đây chứng ra nam. Thank you.
từ lý. Con hát lên đây bằng tên loại hùng quà. Quà cùng bán những cô công ơn nghe dí như trời như biển mà đạo làm con chữ yếu quá giờ tròn nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ mây trời lòng lòng không phụ kính công cha mẹ đến với nhau bằng chữ thủy chung son sắt chung sâu. Cha mẹ dành tất cả những điều tốt đẹp cho đàn con thân cháu dày. Mỗi lúc các con ốm đau bệnh tật, cha mẹ thức suốt đêm ngày chẳng quan chẳng lâu. Cha dạy con rằng phụ nghĩa tại đường, các anh em các con có biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Lời dạy năm xưa còn luôn đi tạc, mà sao hôm nay cha bỏ các con đành. Nước mắt bây giờ đâu có nghĩa gì đâu. Lời sau cuối con xin ta lỗi cùng cha yêu quý. Hỡi những ai còn cha mẹ đủ đầy ráng lo